Thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa. Thời tiết ngày cuối tuần tuy không thuận lợi, thế nhưng đã có rất đông những người yêu văn chương tham dự Ngày thơ Việt Nam tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Những người thơ thì chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ được Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long vào dịp cuối tuần. Ngày thơ Việt Nam thì mang đến cho công chúng những di sản quý báu trong kho tàng thi ca của dân tộc cùng với những tác phẩm tiêu biểu về thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam. Sáng ngày rằm tháng giêng, dù thời tiết mưa và lạnh, nhưng Hoàng thành Thăng Long vẫn đón tiếp khá đông người yêu thơ tìm đến. Họ đi trên con đường thơ để đọc và chiêm nghiệm những câu từ, vần điệu, ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của thiên nhiên, nét đẹp văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam. Nhà ký ức mang hình dáng kiến trúc một ngôi nhà dài của đồng bào Tây Nguyên là nơi trưng bày kỷ vật, hiện vật, tác phẩm của 12 nhà thơ tiêu biểu, trong đó có nhà thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 11 nhà thơ dân tộc thiểu số đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để các nhà thơ gặp gỡ, hàn huyên với nhau và giao lưu với độc giả. Ngày thơ Việt Nam đối với những người như mình thì bao giờ cũng là một cái sự đón đợi. Mỗi năm có một dịp như vậy, anh em gặp nhau, bạn bè gặp nhau, người viết thế hệ trước, người viết thế hệ sau, bạn đọc, thật là một ngày rất là tốt đẹp đấy. Bởi vì chúng mình đã theo cái lễ hội này có đến 20 năm từ những ngày đầu tiên rồi. Cái sáng kiến rất là hay của các bậc đàn anh như là Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương, một cái nguyện ước của những người viết và của bạn đọc đã trở thành hiện thực. Đây là một dịp để có thể là tôn vinh được các nhà thơ. Và đây cũng là dịp mà để những thế hệ trẻ bọn em có thể là học tập và tiếp nối những cái giá trị mà cha ông ta đi trước đã để lại ạ. Ngày thơ năm nay được lấy cảm hứng từ chính chủ đề bản hòa âm đất nước với tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Hoa văn, họa tiết, thơ ca và các chất liệu văn hóa dân tộc cũng sẽ được kết hợp hài hòa để làm nổi bật lên điều này. Lần đầu tiên ở đó bạn đọc có thể được trực tiếp tiếp xúc và nghe thơ của các nhà thơ đại diện cho các dân tộc thiểu số Việt Nam, đồng thời cũng được chiêm ngưỡng lại những cái trường ca, những di sản thi ca quan trọng như trường ca Đam San Sinh Nhã, trường ca Đẻ đất đẻ nước của các dân tộc. Ở đấy chính là những nền tảng văn hóa, những giá trị văn hóa vô giá của người Việt Nam và thông qua thi ca. Đền thi ca của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay không phải là do dân tộc nào, không phải là do ai, mà do rất đông đảo các nhà thơ có tên tuổi từ xưa đến nay, từ thời cụ Nguyễn Công Trứ, từ cụ Nguyễn Du đến sau này Bác Hồ, rồi các nhà thơ thời kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ và cho đến hiện nay, và đặc biệt hiện nay là rất nhiều các bạn trẻ cũng làm thơ tiếp nối cái truyền thống, cái di sản thi ca của Việt Nam, thì các bạn trẻ làm thơ cũng rất là nhiều. Tôi thấy đấy là cái điều rất phấn khởi và rất đáng khích lệ. Đến với ngày thơ, công chúng có dịp tham gia trò chơi đố thơ, các buổi giao lưu, tọa đàm cùng nhiều nhà thơ học giả, nhà lý luận phê bình văn học để lý giải về mối quan hệ vừa đồng nhất, vừa riêng biệt giữa bản lĩnh và bản sắc của công việc sáng tạo thi ca. Cứ đến hẹn lại lên, đầu xuân năm mới cũng là thời điểm của các lễ hội truyền thống của xứ Đoài, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, được tổ chức. Sơn Tây, mảnh đất địa linh nhân kiệt, có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử với nhiều lễ hội phong phú và độc đáo diễn ra trên địa bàn thị xã. Tiêu biểu phải kể đến hội Đền Và, lễ hội lớn nhất của xứ Đoài với những nghi thức dân gian cổ và độc đáo. Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung, tọa lạc tại Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, là một trong tứ cung của xứ Đoài, thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt. Đền Và được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1964 và lễ hội Đền Và được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Xuân thu nhị kỳ, vào dịp tháng giêng và tháng 9 hàng năm, Đền Và tổ chức lễ hội đón tiếp những người con quê hương và du khách thập phương về dâng hương để tỏ lòng tri ân Đức Thánh Tản. Trong đó, lễ hội Đả Ngư, tức là hội đánh cá, diễn ra vào rằm tháng 9 âm lịch, bắt nguồn từ một truyền thuyết Đức Thánh Tản kéo vó trên sông Tích. Lễ hội Đền Và Xuân Giáp Thìn diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức từ 14 đến 17 tháng Giêng âm lịch. Cũng trong dịp đầu xuân, làng văn hóa du lịch và các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây
lại tương bừng với rất nhiều lễ hội độc đáo của đông đảo đồng bào các dân tộc đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại ngôi làng. Sáng nay, ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc được khai mạc với sự tham gia của gần 300 đồng bào, nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân đến từ 30 dân tộc khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều đang say sưa tái hiện lễ chỉa lúa, một ngày hội quan trọng không thể thiếu của họ mỗi dịp xuân về. Ở dãy Trường Sơn, miền Tây Quảng Bình, nơi mà khí hậu vô cùng khắc nghiệt, đồng bào người Bru Vân Kiều luôn phải du canh du cư, sống dựa vào tự nhiên, núi rừng, sông suối. Cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy và trồng lúa. Chỉa lúa có nghĩa là lấp lỗ, là công đoạn cuối cùng của quy trình làm nương rẫy. Từ hàng trăm năm qua đã được nâng lên thành lễ hội với ý nghĩa chỉa hạt giống xuống đất để cầu mong được các vị thần linh bảo hộ cho hạt chắc khỏe, sinh sôi, nảy nở. Lễ xong ấy là bắt đầu là lễ hội của bà con dân bản. Trong cái ý nghĩa cái lễ hội đó ấy là mang coi là cái bản sắc của dân tộc Bù Rú Vân Kiều của chúng tôi. Và điểm thứ hai là mình là khi mà cúng ấy là mình phải kêu giang ơi, sư ơi, là mình mong muốn cầu mong cho coi là mùa màng bội thu, cho coi là cây lúa là xanh tốt, cho bà con là sức khỏe. Cả kỳ bản làng trên dãy Trường Sơn của đồng bào Bru Vân Kiều đều tổ chức kỳ lễ hội này cầu cho mưa thuận gió hòa, một năm mà mùa màng bội thu. Và chúng tôi rất vinh dự là đây là lần thứ hai là lễ hội này được đưa ra trình diễn ở thủ đô Hà Nội, và chúng tôi mong muốn là cho nhân dân thủ đô và du khách gần xa trải nghiệm thực tế lễ hội tại cái khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nếu lựa chọn du xuân đầu năm mới thì đến với ngôi làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ hòa vào nhịp điệu cùng đồng bào các dân tộc trong các lễ hội, các phong tục độc đáo như lễ hội Nàng Hai hay còn gọi là Mẹ Trăng của người Tày ở Cao Bằng, là lễ hội dân gian mang đậm tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Rồi đồng bào Chăm sẽ thể hiện lễ hội Riza Naga, còn gọi là lễ hội múa đầu năm, cúng con gà, cúng con dê, hay trò xuân phả của đồng bào Thanh Hóa, là những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham quan khu làng văn hóa dân tộc Việt Nam rất là tuyệt vời. Tôi cũng rất là phấn khởi hôm nay xuống đây được trải nghiệm, được múa cùng với các chị em phụ nữ ở dưới này điệu múa xòe. Chúng tôi mang đến nét văn hóa cho làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thể hiện cái điệu xòe của dân tộc mình. Lễ hội nói chung là ngày vui mà mang niềm vui đến cho dân tộc mình và cho đồng bào. Sau khi vui chơi cùng các trò chơi dân gian, khách tham quan sẽ được thưởng thức ẩm thực truyền thống ngày Tết phong phú đa dạng do các bà mẹ dân tộc Thái, Mường, Mông, Giao, Tây, Nùng, Khơ Mú và dân tộc Lào chuẩn bị, tái hiện các nghi lễ, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. Qua đó, để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay. Trong tâm thức của người Việt ta thì đón mùa xuân năm mới không chỉ được đánh dấu bằng dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, thờ cúng tổ tiên, mà tháng Giêng, tháng đầu tiên của năm âm lịch, còn đánh dấu một ngày lễ quan trọng trong năm, Tết Nguyên Tiêu. Người Việt ta thì có câu cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng để chỉ đến tầm quan trọng của dịp lễ. Vào ngày này thì người dân sẽ cùng nhau đi chùa, chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn nhằm cầu may mắn phước lành. Từ sáng sớm, khu chợ này đã tấp nập người dân tới mua hàng. Các mặt hàng đắt khách nhất ngày hôm nay đó chính là hoa quả, vàng mã và gà cánh tiên. Đây đều là những vật phẩm để cúng ngày rằm đầu tiên của năm mới. Mọi người khi tới đây đều lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng từng mặt hàng với mong muốn như một cách bày tỏ lòng thành kính với Phật và Tổ tiên của mình, đồng thời cầu may mắn, phước lành tới gia đình. Mâm cỗ đầu năm thì mình muốn là mâm cỗ nó sẽ đẹp và trông nhìn nó bắt mắt một tí. Ngày rằm tháng Giêng là ngày đầu của năm mới rồi, nên là cái gì cũng muốn là tươi tốt và đẹp đẽ nhất để cho một năm mới coi như là vạn sự như ý. Qua rằm là bắt đầu bước sang cái công việc mới rồi. Thì là một người kinh doanh thì đầu tiên anh phải mong là một năm khỏe mạnh, công việc thì thuận lợi, nói chung là nó mọi thứ nó tốt đẹp hơn năm ngoái.
Chính vì nhu cầu mua những vật phẩm cúng lễ có mẫu mã đẹp mắt để bày biện ban thờ trong ngày này gia tăng, nên nhiều tiểu thương tại khu chợ Thành Công cũng tự tay chế biến thêm xôi ngũ sắc, tre cầu vồng để đáp ứng nhu cầu của người mua. Những ngày này là ngày rằm tháng riêng ấy, cả năm mới có một lần ấy, nên là mọi người cũng lựa chọn cho mình những cái mặt hàng hoa quả ấy rất là tươi, đẹp để thắp hương lên mâm cỗ. Ngũ sắc này, có người thì lại ba tầng này, có người lại xôi gấc này, có người thì lại xôi cốm này. Đấy là đủ trong mòng rằm tháng riêng họ làm cỗ đấy. Rằm tháng riêng là một dịp lễ quan trọng đối với Phật giáo, nổi tiếng với câu nói cúng quanh năm không bằng rằm tháng riêng, hay lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng riêng. Bên cạnh đó, rằm tháng riêng còn đánh dấu sự kết thúc tháng ăn chơi để bắt tay vào công việc hàng ngày. Tại Việt Nam, đây được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất để gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, cùng thực hiện nghi thức cúng gia tiên và chia sẻ mâm cơm, qua đó gắn kết tình thân gia tộc, bằng hữu. Đã thành thông lệ, ngoài 3 ngày Tết chính từ mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng âm lịch, thì bắt đầu từ ngày mùng 4 đến 22 tháng Giêng, người dân ở nhiều địa phương ngoại thành Hà Nội còn tổ chức ngày ăn Tết lại để tất cả mọi người dân địa phương dù xa hay gần đều trở về cùng nhau đón mừng năm mới, tưởng nhớ công ơn xây dựng và bảo vệ đất nước của ông cha. Tuy Tết lại thì chỉ diễn ra trong vòng một ngày, nhưng người dân tại các địa phương vẫn gói bánh chưng và chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và để nói về tục Tết, ăn Tết lại thì người xưa thường có câu ai về với đất Sóc Sơn để ăn Tết lại còn hơn Tết đầu, hòa chung không khí muôn màu từ thời các cụ rất lâu truyền thành. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với không khí của ngày Tết lại tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. Cho dù đến nay, tục ăn Tết lại vẫn chưa có lời giải đáp chính xác, nhưng tục ăn Tết lại đã trở thành nét văn hóa đậm đà bản sắc và độc đáo, ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Ngày Tết lại, mỗi người một việc, gói bánh chưng, luộc gà, người thì nấu cỗ. Ngoài việc đóng góp dâng lễ tại đình làng, mỗi gia đình đều chuẩn bị bữa cơm để mời người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Mâm cỗ thiết đãi khách đều là những món ăn quen thuộc của các gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Nhưng điều đáng quý, ngày Tết lại, khách đến ăn Tết dù quen hay lạ, hàng chục người hay chỉ có một người, chủ nhà vẫn dọn cơm mời chào nhiệt tình. Chủ, khách cùng ngồi chung một mâm, hỏi thăm gia cảnh, tâm sự chuyện làm ăn, nhà cửa như những người bạn lâu năm. Người dân nơi đây là vậy, luôn hiếu khách, nhiệt tình và cuộc sống của họ cũng luôn giữ được nét truyền thống mang tính cộng đồng, gắn bó, hòa thuận. Dù không còn sinh sống ở địa phương nhiều năm, nhưng mỗi dịp Tết lại, anh Hùng vẫn sắp xếp thời gian cùng gia đình về dự với họ hàng để tìm lại không khí ấm áp, ký ức của tuổi thơ. Tết lại cũng là một cái dịp để mà anh em, bạn bè hay là anh em trong gia đình là đoàn tụ và để ôn lại cái truyền thống của gia đình cũng như của các cái nhóm hội với nhau. Thì nó, đấy là cái dịp rất là hay để cho mọi người đoàn tụ và gắn kết nhau thêm. Cùng với việc duy trì phong tục tập quán của người dân bản địa, việc duy trì một phong tục lành mạnh, không là hủ tục cũng được chính quyền địa phương coi trọng. Xã cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như là chỉ đạo của thành phố và của huyện, đồng thời quyên quyết đấu tranh để phòng chống cái tệ nạn như là cờ bạc, rồi là tuyên truyền cho nhân dân là đã uống rượu bia thì không lái xe, và đồng thời là những cái phòng chống cái thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan diễn ra trong cái những ngày lễ Tết. Tục ăn Tết lại hàng năm được coi như một hoạt động văn hóa giúp phát huy nét đẹp truyền thống của địa phương, đồng thời giúp thế hệ trẻ biết trân trọng các giá trị truyền thống của dân tộc.